Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Trong suốt một quãng thời gian dài từ khi chúng tôi làm video review thì những chiếc đồng hồ mà có mặt số màu chocolate, màu trắng, màu đen hay là màu xanh thì chúng tôi review rất là nhiều. Tuy nhiên là với một chiếc đồng hồ có một mặt số màu đỏ thì điều đó hiếm, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Và chiếc đồng hồ mà trên tay tôi đây, ngày hôm nay tôi giới thiệu tới anh em là một chiếc đồng hồ với mặt số màu đỏ tía, rất là ấn tượng và cực kỳ đẹp mắt. Chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi review tới quý vị khán giả đó chính là một chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng của bộ sưu tập Reverso, hay còn gọi là lật mặt, đến từ thương hiệu Jaeger LeCoultre. Tôi gọi tắt thương hiệu này là GLC. Đây là một chiếc đồng hồ có thể nói là thương hiệu GLC làm để kỷ niệm 90 năm cái bộ sưu tập Reverso mang tính biểu tượng này. Thành công của một thương hiệu đó chính là sản xuất ra một biểu tượng, thì GLC làm được một biểu tượng đó chính là Reverso. Những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng có thể kể đến là những chiếc Submariner, một chiếc đồng hồ lặn, hay là một chiếc đồng hồ Daytona dành cho những tay đua, thì Reverso là một biểu tượng. Bởi vì khi nhắc đến Reverso, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến một chiếc đồng hồ có hai mặt số. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay của chúng tôi đang review ở đây có 190 chiếc mà thôi, Limited Edition 190 chiếc, với một mặt số phải nói là rất là đẹp mắt, màu đỏ tía. Đây là một phiên bản mà GLC kết hợp với một nhà chế tác giày polo thủ công được thành lập năm 1892 tại Argentina, mang tên là Casa Fragliano. Thì cái dây của chiếc đồng hồ này được làm từ nhà da đó, Casa Fragliano. Ở phía sau chúng ta sẽ thấy được cái biểu tượng. Đây, quý vị có thể nhìn thấy biểu tượng và logo của thương hiệu. Đó. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy được chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ dress watch, dáng vỏ hình chữ nhật với kích thước là dài là khoảng 47mm và ngang là 28,3mm, dày là 10,3mm. Đây là theo thông số của hãng. Tức là so với một chiếc dress watch thì nó hơi dày, nhưng tuy nhiên là đánh giá về cái kết cấu của chiếc đồng hồ này có hai mặt số và cái cách mà chiếc đồng hồ này lật mặt ấy, thì tôi nghĩ cái 10,3mm này nó đã tốt hơn rất là nhiều so với những thương hiệu khác có cái cơ cấu lật mặt rồi. Đó. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì tôi ấn tượng nhất bởi mặt số. Thì chúng ta có thể thấy được mặt số được hoàn thiện bởi phương pháp chảy tia sunburst, với tất cả những tia mặt trời được hướng về phía trụ kim trung tâm. Kim của chiếc đồng hồ này là dạng kim Dolphin với các cái cọc số là cọc số dạng button gậy. Một điểm ấn tượng nữa với chiếc đồng hồ này đó chính là cái logo của thương hiệu cũng được làm từ vàng, ở phía dưới là dòng chữ Jaeger LeCoultre được in chữ trắng này. Ngoài ra thì ở góc 6 giờ chúng ta có một đồng hồ nhỏ là đồng hồ có mini second kim dây rốn. Góc 6 giờ của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ thấy một dòng chữ Swiss made nhỏ nhưng mà tinh tế, sắc nét. Bởi vì như chúng ta đã biết rồi, màu đỏ là một màu sắc rất khó để làm, mà nhất là làm mặt số. Nếu như mà làm không cẩn thận thì nhìn cái màu nó sẽ rất là rực. Tuy nhiên là GLC lại làm hoàn toàn khác. Họ làm cái màu đỏ đỏ đun, đỏ burgundy này nó trầm một chút, và khi ra nắng thì chúng ta mới thấy được hết cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Đó, các bạn có cảm nhận như thế nào về cái màu đỏ bọc đô này thì cùng comment ở phía dưới video các bạn nhé. Ok, đấy là về phía mặt chính của chiếc đồng hồ này. Vậy phía mặt sau của kẻ lật mặt thì sao? Đây là cái cảm giác mà tôi thấy khoái nhất khi đeo chiếc đồng hồ này, đấy chính là cái cảm giác lật mặt. Thì đây, chúng ta sẽ đẩy cái chiếc đồng hồ này ra như thế này. Đó, đẩy ra. Được chưa? Kéo ra như này. Tất nhiên là phải kéo ra một chút để cho chiếc đồng hồ ra rìa của cái bản lề ấy, rồi chúng ta mới ấn lại. Ở phía sau của kẻ lật mặt chúng ta sẽ có một mặt số khác hoàn toàn, vẫn là cái dáng kim Dolphin và các cọc số là cọc số dạng button, nhưng chúng ta sẽ có là một mặt số màu trắng bạc ở đồng hồ hiển thị giờ phút. Và ở cái góc 6 giờ có một cái đồng hồ nhỏ, thì đây không phải là kim dây rốn nữa mà đây là cái múi giờ 24, thì chúng ta có thể phân biệt được hiện tại chúng ta đang ở múi giờ sáng hay là múi giờ buổi tối. Phía rìa ngoài của toàn bộ cái mặt số này thì nó là được làm với độ hoàn thiện là Cloud de Paris. Cái vân Cloud de Paris này thì chúng ta sẽ thấy khá là nhiều được sử dụng ở trên những chiếc điện thoại Vertu. Cái vân Cloud de Paris là một trong số những cái phương pháp làm mặt số thường xuyên được những cái nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ lâu năm sử dụng, như là Breguet hay là Patek cũng có làm cái dạng vân này, Cloud de Paris. GLC
tiếp tục sử dụng di sản của thương hiệu, đấy chính là cái cỗ máy Caliber 854, cỗ máy lên dây. Thì đây là một cái cỗ máy với 160 chi tiết và biên độ dao động là 26.100 nhịp trên giờ. Số chân kính thì rất là hạn chế thôi, chỉ có 19 chân kính và một ổ cóp, cũng như là kích thước rất là nhỏ, 3.8mm. Đó, rất là hợp lý. Tuy nhiên là có thể nói là chức năng lại không hề khiêm tốn một chút nào khi chúng ta có giờ phút kim dây nhỏ này, và mặt phía đằng sau là giờ phút và giờ 24. Đây tuy là một cỗ máy được sử dụng lâu rồi, nhưng thương hiệu chỉ có nâng cấp lên thôi, chứ họ không sử dụng một cỗ máy hoàn toàn mới, bởi vì đây là một di sản của thương hiệu và nó rất là phù hợp với những chiếc Reverso như chiếc đang ở trên tay tôi đây. Đó, chiếc đồng hồ Reverso này thì có một mức giá khoảng, giá retail khoảng 22.000, hơn 500 triệu. Thì đây tôi nghĩ là một sự lựa chọn là dành cho những người không thích đi theo số đông và muốn tìm đến một chiếc đồng hồ từ một thương hiệu thuộc top 10 đồng hồ Thụy Sĩ này, và có một cái màu sắc cực kỳ bắt mắt và hợp mệnh nữa. Có thể thấy được chiếc đồng hồ đang trên cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, có chu vi là khoảng tầm 16,8 gần 17. Thì chiếc đồng hồ nó rất là dress, nó rất là cổ điển. Cái cảm nhận của tôi khi ướm thử trên tay chiếc đồng hồ này, đây là một chiếc đồng hồ với size rất đẹp nếu như chúng ta mặc suit, và nó vừa xinh ở trên cổ tay của người nam giới, của người Việt Nam chúng ta, và không bị to quá và không bị quá nhỏ. Đó, vừa đủ để xem giờ với một mặt số không bị rối. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về chiếc Reverso có mặt số màu đỏ đun Limited Edition 190 chiếc này? Hãy cùng comment ở phía dưới video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.